Một buổi chiều nọ, ăn đi em. Để chị Hồng giữ cho tí em uống. Đêm này chúng ta lại sắp có số từ rồi nè. Trời ơi lại nữa hả? Trời đất lâu lắm rồi mới có mới cập nhật lại. Mong cho em nhiều từ tí. Mấy năm trước có 50 từ thôi à. Bất công. Hi hi, chắc năm nay sẽ ổn thôi em đừng lo. Ở chắc ông trời lộn ấy mà. Chứ chị may mắn thế. Bây giờ có kết quả ngay luôn nhà chị. Vậy coi chúng ta may mắn như thế nào nha. Anh chị được tận 2.500 nè. Sao mọi người có nhiều số từ quá vậy? Ôi trời ơi, chị Quỳnh Anh đã ít từ rồi. Do suy à mà. Thôi em đừng buồn nha. Thôi được rồi, để thằng em chị sẽ dẫn em đi ăn nha. Vâng. Nhưng chị bảo nha. Ok, ok. Lên đồ và đi thôi. Chết, nãy giờ nói nhiều quá mất hết từ rồi. Cho cháu 2 dĩa thịt nha. Ok. Ê, đây có phải là con Quỳnh Anh ấp mình không? Tôi đúng rồi, nghe nói mấy năm nay nó ít tử lắm. Đừng có chơi với nó không thôi lây bệnh đó. Mấy người đó chả biết gì là lịch sự hát đó thôi, em đừng có quan tâm. Mọi người đi ngủ đi, trễ rồi đó, chị ngủ trước nha. Em cũng đi ngủ đây, em thấy buồn ngủ rồi. Mình thật là xui xẻo quá đi. Ông cười thật là bất công quá đi. Vậy thì vậy.